Hello, tôi xin chào cả nhà nha. Tuyết rơi đầy cả nhà ơi. Hôm nay tôi dẫn bà Bảo về bà nội xong rồi tụi mình đi lên chợ trái cây á. Mình mua một ít trái cây để dành ăn vào mùa đông á mọi người. Chồng mình thì đang quét tuyết nó bám đầy lên xe cả nhà ơi. Lau cái mặt trước chứ không mình không có thấy đường đi á. Tôi không biết là ở Việt Nam bây giờ sắp đón Noel rồi á, thì không biết là thời tiết nó có lạnh đi nhiều không. Còn ở chỗ tú thì ở đây 3 năm thì cũng quen rồi cả nhà, mùa đông thì rất là lạnh. Hôm nay thì là tháng 12 à, bây giờ nhiệt độ ban ngày của nó là âm 13 đến âm 15 độ, ban đêm thì xuống tầm âm 25 đến âm 27 độ. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân vợ chồng Tú đi đến khu chợ đầu mối bán trái cây. Khu chợ này thì nó cách thành phố Urumqi khoảng 20 phút đi xe. Và đây là một cái khu chợ đầu mối rất là lớn, nơi mà có nhiều người người ta kinh doanh nhỏ lẻ, người ta đến đây để nhập trái cây về họ bán á. Bây giờ mình muốn vào bên trong á thì mình vẫn phải quét mã. Nhưng mà bắt đầu bây giờ là tỉnh Tân Cương đã mở cửa và chấp nhận sống chung với dịch rồi cả nhà. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 là ở chỗ mình là không có tiến hành test Covid nữa. Sau khi qua cái cổng chính thì bây giờ mình phải tìm chỗ để mà mình đậu xe. Thường thì đậu xe ở bên ngoài như vậy là họ sẽ thu là 5 tệ trên 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà mình tìm cách mình lái sâu vào bên trong khu chợ luôn á thì cứ một lượt như vậy họ sẽ thu mình 50 tệ. Những cái xe tải lớn hơn nó chở số lượng hàng tính theo tấn á, nhập trái cây đến đây để họ bán á, thì họ phải chịu cái mức phí cao hơn là 100 tệ cho một lần họ đi vào. Lúc trước, trước khi tụi mình mở cửa hàng tạp hóa là tụi mình có mở một cái cửa hàng bán trái cây. Nhưng mà tại vì á, mùa đông ở đây người ta đi về quê hết á, thưa thớt. Với lại mùa đông họ ít ăn trái cây cho nên là tụi mình chỉ bán được những tháng mùa hè thôi. Và sau đó thì tụi mình mới quyết định chuyển hướng kinh doanh là chuyển sang bán thuốc lá, bán đồ khô, bán tạp hóa. Đây là cái xe kéo hồi trước tụi mình đi bán trái cây tụi mình mua nè. Thấy nó nhỏ vậy nhưng mà có thể đựng rất là nhiều đồ luôn cả nhà. Khu chợ này thì hoạt động cả ngày luôn. Buổi sáng là bắt đầu từ lúc 9 giờ, buổi tối khoảng tầm 7 giờ rưỡi đến 8 giờ thì họ sẽ đóng cửa. Và những cái người tiểu thương họ thường sẽ chọn lúc buổi chiều khoảng tầm 5-6 giờ chiều á, lúc sắp đóng cửa thì họ sẽ mua được giá rất là rẻ. Bây giờ hiện tại đang là 3 giờ rưỡi, 4 giờ kém à, tụi mình đến đây. Có nhiều người người ta cũng chuẩn bị ra về rồi. Đi xèo xèo rồi con. Ồ, tuyết nó bay ở trên nóc nhà nó bay xuống. Đây là toàn bộ khung cảnh bên trong cái khu chợ. Rất là rộng luôn cả nhà. Đây có thể xem là một trong số những cái khu chợ đầu mối bán trái cây lớn nhất ở thành phố Urumqi, Tân Cương. Hiện tại đang là mùa đông cho nên là một số mặt hàng trái cây cũng đã khan hiếm. Và xe nhập hàng vào bên trong này thì cũng ít rồi. Vào mùa hè những tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, là mùa cao điểm thu hoạch trái cây á. Khi mà đến đây thì xe cộ và người hàng hóa rất là đông đúc. Cái này là
rồi. Ở Tân Cương thì giá trái cây vào mùa đông nó sẽ cao hơn so với các mùa còn lại trong năm. Bây giờ thì cũng chuẩn bị sắp vào mùa Tết rồi, cho nên là giá cũng khá là cao. Đây là mình tính theo cái giá họ bán ở chợ đầu mối, tức là họ bán với giá sỉ á. Thì hiện tại giá rẻ nhất là thuộc về táo và lê. Lê trắng thì rẻ hơn là 2 tệ một ký, còn lê xanh á là 3 tệ một ký. Táo thì nó mắc hơn một chút, là 4 tệ một ký. Tú quen gọi theo ký là bằng 1 kg á cả nhà. Còn một số bạn hỏi là ở Trung Quốc thì họ có tính cân theo giống như cân ở bên Việt Nam mình hay không á. Thì cái này cũng tùy theo tỉnh nữa ha mọi người. Mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế ha. Ở đây thì họ có bán sầu riêng nè. Là ở tỉnh Tân Cương của Tú thì sẽ dùng cung chiên ha. Một cung chiên của nó là 1 ký là có giá là 39,8 tệ. Ở chỗ Tú thì họ tính như vậy. Còn những cái vùng khác của Trung Quốc thì có tỉnh họ dùng theo là y chiên, tức là có nửa ký thôi. Cho nên là không chỉ là người Việt Nam đâu, mà người Trung Quốc á, nhiều khi họ đến Tân Cương mà họ cũng bị mua nhầm á. Ở đây có bán tất đây cả nhà ơi. Cái này là cái chanh xanh nhưng mà quả dài. Đây cũng chanh. Dâu người ta bày đẹp quá. Có dâu đỏ này, dâu bạch tuyết nữa. Trái cây chỗ này tươi á mọi người. Trung Quốc nhân nói Xinjiang Giang là trái quả thiên đường. Người Trung Quốc họ ví Tân Cương là thiên đường của trái cây, là bởi vì khí hậu ở Tân Cương nó rất là đặc trưng, nó không giống những cái tỉnh khác ở Trung Quốc. Có video tôi chia sẻ là 10 giờ rưỡi 11 giờ tối ở Tân Cương mặt trời còn chưa lạnh á, thì một vài bạn thôi vào nói rằng là tôi nói điêu, nói xạo làm gì có chuyện đó. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Mùa hè ở chỗ Tú á, thời gian ban ngày dài hơn ban đêm. Mặt trời chiếu sáng từ 15 đến 16 tiếng, cho nên là trái cây ở đây nó đặc trưng là rất là ngọt. Nhà có thể thấy là những người bán trái cây ở đây á, họ cho khách thử luôn, thử thoải mái, mình ăn thoải mái, mình cảm thấy ngon, thấy thích hợp với giá tiền thì mình mua. Nếu mà mình thử mà mình không mua thì cũng không sao cả, họ cũng không có phàn nàn hay gì cả. Okay.
Cho bán mà đi xong hả? Dạ. Đẹp quá. Mama. Bu onun üstü sıra akışı var. Trong cái khu chợ đầu mối này á, một vài điểm mà tôi rất là thích về chất lượng trái cây thì mình không có bàn ha. Tại vì trái cây Tân Cương thì nó rất là ngon, rất là ngọt thì không bàn đến rồi. Và cái thứ hai là mình thấy rất là đáng khen, bởi vì những người bán hàng, những ông chủ bà chủ ở đây á, họ trình bày rất là đẹp mắt. Trái cây của họ thì họ đóng gói nè, bày ra rất là đẹp, nhìn rất là tươi, nhìn màu sắc. Và trái cây như vậy là mình nhìn là mình muốn mua rồi. Trái cây được bỏ trong những cái thùng giấy như vậy thì thường họ sẽ bán hạ giá. Còn những cái thùng nhựa như vậy, một cái thùng nhựa vậy là trái cây từ 18 đến 20kg. Và nếu mà có người hỏi mua thì họ có thể là trả giá. Ông chủ nếu mà cảm thấy phù hợp thì có thể thương lượng với nhau. Tuy là vào mùa đông thì không phải là mùa trái cây đa dạng và phong phú nhất, nhưng mà ở đây theo tôi thấy thì cũng khá là nhiều, khá là đầy đủ rồi. Nó có thiếu một loại là đào á. Mùa đào thì đã qua rồi. Những cái loại trái cây này á, do những người thương lái họ đến tận vườn họ thu mua á, xong rồi họ đem đến chợ đầu mối họ bán cho người dân, phục vụ người dân ở đây. Rồi những cái loại trái cây mà đạt chất lượng cao thì họ đem đi bán ở những cái tỉnh khác, rồi có cả là đem đi xuất khẩu nữa nha. Những cái loại trái cây nổi tiếng ở đây như là nho này, táo, hamiqua còn gọi là dưa lưới á cả nhà. Nó rất là ngọt và giòn, nước nhiều, rất là mỏng. Mình thì cũng ăn dưa lưới ở Việt Nam rồi, nhưng mà thực sự mà để nói về độ ngon thì mình vẫn phải công nhận là dưa ở Tân Cương nó rất là ngọt. Còn về táo thì táo mật là có táo mật ở Akersu, ở Tân Cương là rất là nổi tiếng. Mà tôi thấy cũng lạ nha, các cái loại quả mà ở Việt Nam mình hay thấy như là mít nè, chanh dây, rồi tét, rồi nhãn lồng quá cả nhà. Mình thấy cũng bán rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là có một cái loại quả là quả xoài chua cả nhà. Quả xoài chua bên Việt Nam mình á, mà mùa hè hay là mùa đông mà bất cứ khi nào tôi đến đây thì tôi cũng không tìm mua được. Họ chỉ có bán cái loại xoài mà xoài ngọt thôi à, còn xoài chua thì không có. Dân ở đây họ ăn trái cây ngọt quen rồi á, họ không thích ăn chua á, cho nên họ không có nhập xoài xanh về. Đây là nhãn lồng này. Mấy cô chú họ đóng gói, họ bọc trái cây, họ cho vào hộp làm tại chỗ luôn. Sau lưng của cô là có rất là nhiều cái thùng hàng ha. Thùng giấy nè, rồi thùng nhựa. Họ xếp rất là ngay ngắn và gọn gàng để vận chuyển đi.你不知道多少钱吗？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 你不知道
睡着啊。
肯定是退了吧？念了，退了，退了。包括包装呀、啊，这些都可以啊，果子什么的。菜虫它也是大的吗？还是小的？下面。下面能看一下吧。哎呀，你让你看人家就可以随便翻着看就行了。啊、哦，看。差不多这个果子。都好的是吧？没有烂的是吧？哦、烂的坏的不行。哪里的苹果的？阿克苏。阿克苏。这家的。哇。八种。Và video ngày hôm nay thì tôi cũng đã chia sẻ đến mọi người cái chợ đầu mối bán trái cây ở Tân Cương nó như thế nào. Và trái cây Tân Cương vì sao rất là ngọt, tại sao người Trung Quốc gọi Tân Cương là thiên đường của trái cây. Thì bây giờ tụi mình cũng đã mua xong và đang trên đường về nhà. Mọi người thấy ở bên ngoài tuyết nó rơi rất là dày rồi, rất là lạnh cả nhà ơi. Tôi xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã theo dõi hết video. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp trong những video tiếp theo.